Đại hội thể thao Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức tại nước nào? Ý kiến Thái Lan. Chính xác. Bây giờ là phần thi khởi động. Bây giờ các bạn thí sinh hãy sẵn sàng, chúng ta đến với lượt thi khởi động đầu tiên. Tắt Nửa Lòng, Bước Đường Cùng, Đồng Hào Có Ma là những tác phẩm của nhà văn nào? Trí Kiệt. Nam Cao. Nguyễn Công Hoan ạ. Who was the United Kingdom's longest reigning Khánh Bình. Monarch? Queen Elizabeth II. Chính xác. Số tự nhiên tròn trục lớn nhất của 4 chữ số là số nào? Khánh Bình. 990. 9990. Là vùng đất thấp nằm giữa các sườn núi. Đức Anh. Thung Lũng. 10 điểm. 4 ngày bắt đầu 4 mùa là xuân phân, thu phân và 2 ngày nào nữa? Khánh Bình. Hạ Chí và Đồng Chí. Đúng là như vậy. Từ trường ở khu vực Thạch Khê, Hà Tĩnh có độ lớn thế nào so với giá trị bình thường? Đức Anh. Nhỏ hơn. Lớn hơn ạ. Lời hát Rừng Rừng Hoa với Chim Ca Vui Tưng Bừng mô tả cảnh đẹp của vùng đất nào? Thanh Lương. Cao Bằng. Tây Bắc ạ. Sứ mệnh Artemis của NASA dự kiến đưa con người quay trở lại thiên thể nào? Thanh Lương. Mặt Trăng. Chính xác. Và đó là 8 câu hỏi đầu tiên trong lượt thi khởi động đầu tiên. Và bây giờ số điểm các bạn đang có là 5 điểm thuộc về Đức Anh. Thanh Lương có 10 điểm và Khánh Bình đang sở hữu số điểm 15. 0, 5, 10, 15 là những dãy số tiến rất đẹp. Và chắc chắn là ở lượt thi khởi động thứ 2 thì các bạn sẽ làm tốt hơn ở lượt thi này. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với 12 câu hỏi tiếp theo. Đường tưởng tượng nào trên trái đất mà tên Hán Việt của nó có nghĩa là con đường màu đỏ? Đức Anh. Xích Đạo. Chính xác. Khi cho bà có cốc oxy rào, oxy rào sẽ lập tức phân hủy thành nước và oxy bằng đóng vai trò gì? Ý kiến Chất khử. Chất xúc tác ạ. Về mặt lý thuyết, cho cái có thể đẻ tối đa mấy lứa một năm? Chí Kiệt. 4. 2 lứa thôi ạ. Loại đàn guitar nào không có hộp cộng hưởng? Chí Kiệt. Guitar hộp kín. Guitar điện ạ. Hương thầm trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn là hương của loài hoa nào? Chí Kiệt. Hoa nhài. Hoa bưởi mới đúng. Đại hội thể thao Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức tại nước nào? Chí Kiệt. Thái Lan. Chính xác. Nhựa PE có tên đầy đủ là gì? Khánh Bình. Polyethylene. 10 điểm. Một đường tròn đồng dạng với đường tròn khác. Khánh Bình. Nói. Chính xác. Is a form of hospitality and lodging whereby visitors share a residence with a local of the hotel host to homestay. Màu hồng hình đĩa lõm hai mặt không có nhân là đặc điểm của tế bào nào? Khánh Lương. Hồng cầu. 10 điểm. Chiếc đinh của bầu trời là dùng để chỉ sao nào? Đức Anh. Sao Thổi. Sao Bắc Cực ạ. Một nhạc cụ họ dây chỉ gảy xưa kia chỉ dùng để nho hát ả đào là đàn gì? Thanh Lương. Nhị. Đàn đáy ạ. Và đó là những câu hỏi tiếp theo ở lượt thi khởi động thứ 2. Và người đang tạm thời dẫn đầu là Khánh Bình với 35 điểm. Tôi đã vừa thấy một cái vuốt tóc rất tự tin của Khánh Bình rồi. Bạn thích nhất câu hỏi nào trong những lượt thi vừa rồi? Nói thiệt là em cũng nhớ rõ. Không nhớ đúng không? Chỉ trả lời thôi đúng không? Và một điều tuyệt vời là cả 4 bạn thí sinh đều đã có điểm. Và chắc chắn là các bạn sẽ có động lực hơn rất nhiều trong phần thi sắp tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi khởi động thứ 3. Trong truyện Kiều Nguyễn Du đánh giá chữ nào bằng 3 chữ tài? Đức Anh. Chữ Tâm. 10 điểm. Đơn vị đo nhiệt nóng chảy? Thanh Lương. Du trên kg. Chính xác. Nữ cầu thủ bóng đá Việt Nam đầu tiên thi đấu ở một giải vô địch quốc gia châu Âu là ai? Đức Anh. Quỳnh Như. 10 điểm. Đứng đầu nhà nước Vân Lang là? Đứng đầu nhà nước Âu Lạc là? Thanh Lương. Hùng Vương. An Dương Vương. Chính xác. Nem nắm giao thủy là đặc sản của tỉnh nào? Thanh Lương. Nam Định. 10 điểm. Dòng sông nào của lục địa Bắc Mỹ được nhắc đến trong tên cuốn hồi ký Life on the? Khánh Bình. Mississippi. Chính xác rồi. On what day is Vietnamese Women's Day celebrated? Khánh Lương. October 20. Đúng vậy. Phần lớn các loại hormone là hợp chất hữu cơ nào? Đức Anh. Protein. Chính xác. Các khúc nào là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân nối vòng tay lớn hò kéo pháo em đi giữa biển vàng? Đức Anh. Không có. Hò kéo pháo ạ. Xét về nguồn gốc hình thành, phân chuồng, phân bắc, phân giác, phân xanh được gọi chung là phân? Khánh Bình. Phân hữu cơ. 10 điểm. Dòng điện nào có tác dụng làm cho đĩa kim loại trong công tơ điện ngừng quay một cách nhanh chóng khi ngắt điện? Dòng điện hữu cơ. 10 điểm. Theo tiếng địa phương, hồ Slam Té là hồ tự nhiên nào ở Bắc Cạn? Khánh Bình. Hồ Ba Bể. 10 điểm nữa. Phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn gọi là phép lai? Ý kiến. Kinh tế. Phân tích ạ. Theo học giả Phan Kế Bính, trong cuốn Việt Nam phong tục, ở nước ta nơi nào có bãi trồng dâu thì thường phát triển nghề gì? Thanh Lương. Trồng dâu nuôi tằm.
Nuôi tầm. Khi xét riêng lẻ, mỗi mặt bên của tháp rùa ở Hồ Gươm Hà Nội là ví dụ của phép đối xứng. Thanh lương, đối xứng trục. Chính xác. Phần lớn các cao nguyên ở Tây Nguyên được phủ đất. Đức Anh, Peralit, Ba Gian ạ. Và đó là những câu hỏi đầu tiên trong phần thi khởi động này. Và chúng ta hãy cùng xem.